Một nghiên cứu quốc tế công bố trên tạp chí Science Translational Medicine số ra ngày 17 tháng 4 cho biết, các nhà khoa học đã thử nghiệm thành công một loại thuốc mới trên trồn bị nhiễm virus sải sốt ở chó, hay còn gọi là virus CDV, một loại virus tương tự như virus sởi. Kết quả này mở ra hy vọng sẽ có một loại thuốc kháng virus qua đường miệng có thể giúp ngăn chặn hiệu quả bệnh sởi ở người trong tương lai. Các chuyên gia cho biết, CDV là loại virus nguy hiểm đối với loài trồn, khiến những con bị mắc bệnh có thể chết trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, toàn bộ số trồn khi được điều trị bằng loại thuốc mới đều khỏi bệnh, thậm chí hệ thống miễn dịch còn được cải thiện. Nếu thử nghiệm ở người thành công, loại thuốc này có thể hỗ trợ ngăn chặn dịch sởi lây lan, từ đó diệt trừ hoàn toàn bệnh sởi. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết vẫn cần tiến hành nghiên cứu thêm trước khi thử nghiệm ở người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh sởi vẫn là một trong những bệnh gây tử vong hàng đầu ở trẻ nhỏ, bất chấp hiệu quả của loại vaccine an toàn hiện nay. Trong năm 2012, đã có gần 122.000 người tử vong vì bệnh sởi, chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi.